bạn sẽ không bao giờ biết được những gì đang xảy ra tiếp theo, và khi bạn có thể bị lâm vào nguy hiểm nghiêm trọng. Bởi vì những tai nạn thì xảy ra một cách bất ngờ, chúng ta thường không lường trước được, đúng không nào? Tốt nhất là bạn nên chuẩn bị những kiến thức thật tốt khi tai nạn xảy ra. Bạn càng được chuẩn bị thì cơ hội sống sót của bạn càng cao. Sau đây là 10 mẹo hữu ích không chỉ giúp bạn sống sót mà còn hữu ích trong đời sống hàng ngày của bạn. Mẹo vặt đối với pin. Đôi lúc có những thiết bị trong nhà như đồng hồ, remote, v.v. ngừng hoạt động do hết pin. Lục lại ở đâu đó trong nhà có vài cục pin tiểu, nhưng chúng không tương đồng kích thước với khe cắm, đồng thời bạn không có điều kiện để đi ra ngoài mua pin mới. Bạn phải làm sao? Đừng lo, bạn có thể làm điều đó với một miếng giấy bạc. Chỉ cần chèn thêm một miếng giấy bạc vào một trong hai đầu của viên pin và lắp vào khe cắm là xong. Đây là một chất dẫn điện, vì vậy nó sẽ cho phép dòng điện chạy qua. Một con dao làm từ điếu thuốc lá. Phần đầu lọc của điếu thuốc lá có thể được sử dụng như một con dao. Bạn có tin không? Điều này có thể nguy hiểm trong trường hợp bạn cần đến một con dao để cắt cái gì đó nhưng bạn không mang theo. Đây là một mẹo rất hay. Chỉ cần đốt phần cuối của đầu lọc điếu thuốc và tạo cho nó có hình dạng cạnh sắc bén. Khi nó nguội đi, con dao của bạn đã sẵn sàng. Bây giờ thì bạn có thể sử dụng để cắt những thứ mình cần rồi. Wow, tuyệt vời phải không nào? Dùng chìa khóa để tự vệ khi bị tấn công bất ngờ. Bạn có thể thường trông thấy những lời khuyên như thế này trên mạng, nhưng đôi lúc chúng ta quên mất hoặc lúng túng khi tình huống xảy ra bất ngờ. Và đây cũng là một phương pháp hữu hiệu mà đơn giản để tự mình bảo vệ chính mình khi bị tấn công. Thao tác như sau: bạn chỉ cần chỉ đầu nhọn của chìa khóa về phía đối phương hoặc nắm chặt trong lòng bàn tay và chừa ra đầu nhọn của chìa khóa giống như hình bạn đang xem. Bạn nên chú ý là không nên đan chìa khóa vào giữa các ngón tay vì sẽ làm mất thời gian và có thể gây thương tích cho lòng bàn tay của bạn. Tiền mặt khẩn cấp. Giấu một ít tiền dưới vỏ điện thoại là một ý hay. Hãy tin tôi, bởi lẽ có bao giờ bạn rơi vào trường hợp phải chi trả cho một cái gì đó mà quên mang theo ví tiền không? Vì vậy, lập tức bạn nên thực hiện ngay và luôn cho nóng. À mà nhớ là xem xong video rồi bạn mới thực hiện chứ, vì sau đây còn rất nhiều mẹo vặt hay đấy. Thoát thân khi bị đánh giữa đường bằng mũ bảo hiểm. Tai nạn va chạm giao thông giữa đường thường dẫn đến nhiều mâu thuẫn, trong đó có không ít vụ trả đũa bằng mũ bảo hiểm. Việc tấn công bằng mũ bảo hiểm không quá nguy hiểm như dao, kim tiêm, v.v. Xong, nếu nạn nhân phản ứng tiêu cực như ôm đầu để người khác đánh thì sẽ dẫn đến rất nhiều hậu quả khó lường. Dấu hiệu dễ nhận biết nhất nếu người khác sắp tấn công bằng mũ bảo hiểm là khi họ bất ngờ cởi mũ và cầm trên tay. Trong trường hợp này, có hai cách phản ứng để bảo vệ bản thân. Một là bỏ chạy hoặc né. Đầu tiên, chúng ta có thể bỏ chạy khi thấy có dấu hiệu bị tấn công bằng mũ bảo hiểm. Ngoài ra, bạn có thể né khỏi cú tấn công bằng cách bước sang hướng khác. Hai là chống đỡ. Trong trường hợp đủ tự tin, bạn có thể xử lý tình huống này bằng cách nếu hướng tấn công là từ trên xuống, bạn có thể đưa tay vịn cổ người tấn công và đẩy ra để đối phương mất đà. Ngoài ra, hãy chú ý đến điểm yếu của đối phương khi họ tấn công. Chẳng hạn như trên cổ đối phương, hãy chú ý đến các huyệt và động mạch cảnh. Nếu bạn để tay và bóp vào, đối phương sẽ bị nghẹt thở và khó thể tấn công tiếp, hoặc nếu có đánh thì sức tấn công sẽ rất yếu. Thoát hiểm trong đám cháy bằng một sợi dây. Các vụ hỏa hoạn xảy ra ở các khu chung cư, nhà cao tầng xảy ra liên tiếp, khiến kỹ năng thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp trở thành vấn đề được nhiều bạn trẻ quan tâm. Và đây là những gì cần làm. Bạn có thể sử dụng một sợi dây chắc chắn. Bạn có thể trèo xuống tầng phía dưới hoặc trèo lên tầng cao hơn. Đầu tiên, bạn vắt sợi dây qua một điểm tựa chắc chắn trong công trình tòa nhà. Sau đó, cột thắt nút hai lần một đầu dây thành hình chữ O. Nếu muốn đi xuống, bạn đưa đầu dây cột hình chữ O vào giữa hai lòng bàn chân. Phần dây còn lại dùng tay nắm thật chắc và từ từ thả ra để thân người trượt xuống. Nếu muốn đi lên, bạn vẫn đưa đầu dây cột hình chữ O vào giữa hai lòng bàn chân. Sau đó dùng lực tay kéo thật mạnh, đồng thời co người lại. Lặp lại động tác này nhiều lần, thân người sẽ dần dần được đưa lên. Đây là cách sử dụng lực ma sát từ chính trọng lượng cơ thể lên sợi dây và điểm tựa, giúp bạn không tốn mấy công sức mà vẫn có thể di chuyển lên xuống. Nguyên tắc an toàn với cầu thang. Đừng bao giờ bỏ tay bạn vào túi quần khi đi lên hoặc đi xuống cầu thang, vì nếu bạn trượt chân, tay bạn vẫn có thể vịn vào lan can theo phản xạ và cứu thoát bạn khỏi một pha nguy hiểm. Và nếu bạn có ngã đi chăng nữa, thì tay của bạn sẽ đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc làm giảm bớt chấn thương nặng nề cho đầu của bạn đấy. Do đó, nếu bạn là người có thói quen bỏ tay vào túi quần khi đi cầu thang, thì tốt nhất hãy tập bỏ dần đi nhé. Làm thế nào để tách hai chiếc ly thủy tinh dính với nhau? Nếu không may bạn để hai chiếc ly thủy tinh lồng vào nhau, bạn hãy bình tĩnh và làm theo hướng dẫn như sau.
Bạn chỉ cần thả một vài viên đá lạnh vào chiếc cốc ở bên trên và nhúng chiếc cốc bên dưới vào nước ấm. Sự giãn nở vì nhiệt của những chiếc cốc sẽ giúp bạn lấy chúng ra một cách dễ dàng. Phép mơ tuê quần jean thường xuyên bị tuột. Bạn đừng nên vội vứt chiếc quần mình yêu thích, mà hãy thử dùng một chiếc móc chìa khóa có kích thước tương đương với khuy quần để gắn vào phép mơ tuê. Khi kéo phép mơ tuê lên, hãy gắn chiếc móc kia vào khuy quần, vậy là bạn có thể thoải mái vận động mà không sợ bị sự cố. Phải làm gì khi xe bị chìm và không thể mở cửa? Khi xe bị chìm, việc đầu tiên bạn cần nghĩ đến là mở cửa sổ và thoát ra ngoài. Nhưng phải làm gì khi cửa không thể mở được? Điều này có thể xảy ra trong trường hợp toàn bộ các bộ phận của xe đã bị hỏng bởi một vụ va chạm. Chính vì thế, chúng tôi khuyên bạn luôn dự trữ một vài vật nặng và chắc chắn ở trong xe như bình chữa cháy, khóa vô lăng hay bất kỳ một vật nào có khả năng phá vỡ cửa kính trong trường hợp cần thiết. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay, mời bạn hãy like và share. Và không quên nhấn nút đăng ký để theo dõi những video mới nhất từ kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!